Làm xuyên đêm 4 tuyến cao tốc hoàn thành cuối năm, sau hơn 600 ngày phá núi, mở hầm, đến đầu tháng 9 năm 2022, hầm Thung Thi thuộc gói thầu XL12, công trình hầm lớn nhất dự án cao tốc Bắc Nam, đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45, đã đi đến bước hoàn thiện cuối cùng. Phần xây lắp đã đạt 90%, 10% còn lại chủ yếu là thi công bê tông mặt đường và lắp đặt hệ thống chiếu sáng, thiết bị, đảm bảo an toàn giao thông. Theo lộ trình đặt ra, nhánh hầm trái sẽ hoàn thiện vào ngày 30 tháng 9. Toàn bộ dự án sẽ cơ bản hoàn thiện vào ngày 15 tháng 10 năm 2022, sẵn sàng phục vụ thông xe kỹ thuật. Ông Trương Công Đạt, Phó Giám đốc điều hành công trình hầm Thung Thi thông tin, cách đó không xa, tại gói thầu XL10, dự án thành phần Mai Sơn, quốc lộ 45, công trình hầm Tam Điệp, do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Sơn Hải, phụ trách thi công, cũng đang băng băng về đích. Đại diện nhà thầu cho biết, dự kiến, toàn bộ khối lượng công việc Sơn Hải đảm nhận sẽ hoàn thành vào đầu tháng 10 năm 2022, sẵn sàng phục vụ thông xe kỹ thuật. Tại dự án Cam Lộ, La Sơn, những ngày này, không khí lao động trên công trường cũng gần như bỏ quên khái niệm ngày, đêm. Kể cả dịp nghỉ lễ Quốc Khánh vừa qua, các nhà thầu cũng thi công liên tục bởi thời gian về đích chỉ còn khoảng 2 tháng. Theo ông Lê Văn Sáu, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, khối lượng thi công dự án hiện đã đạt 94% giá trị hợp đồng. Mục tiêu đặt ra đến ngày 30 tháng 10 năm 2022, việc thi công đất tuyến chính gói XL3 sẽ hoàn thiện và cơ bản hoàn thành thảm nhựa vào cuối năm 2022.